Bây giờ chân tay TA là một sản phẩm rất đặc biệt mà TA được anh Sang gửi qua để cho mình test thử cái này từ hãng Godstream. Thì nó đúng hơn là TA không có phải là chuyên gia lĩnh vực này, nhưng mà TA được có may mắn là mình đi gặp rất là nhiều chủ tiệm nail và mình biết rất là nhiều những cái vấn đề đã xảy ra, đặc biệt nữa về cái chết. Thì cái sản phẩm mà anh Sang có đưa đến để cho TA giới thiệu giới xài thử đó chính là tên là The One Jet, mà đây là một sản phẩm mà tôi thấy rất là hay nha, rất là hay. Thì nói chung là các anh chị cũng biết, nếu mà anh chị đang coi cái video này, anh chị cũng biết là trong ngành nail của mình nó thường là mình phải xài là những cái chết như lại cái chết 500 của mình đó. Mỗi lần mình xài xong mình phải clean, rồi mình bị staple kiểm tra, bị phản rất là nhiều. Thật sự đôi khi trong tiệm nail của TA nghĩ á, là những anh chị trong partner của TA là như là không muốn xài chết luôn, tại vì khi mình xài chết như vậy lỡ nó vô kiểm tra bị phạt rất là nhiều, mà bên Cali rất là khó nha các anh chị. Thì ngày hôm nay may mắn là anh Sang có gửi TA một cái này để test thử. Thì thật sự nó đúng hơn nhé, TA sẽ chia sẻ các anh chị biết thực tế luôn nó như thế nào luôn, chứ bản thân TA cũng không có dám nói bậy bạ về sản phẩm nếu mà TA chưa dùng. Thì cái này nó giống exactly một cái chết bình thường, thì các anh chị thấy nó đâu khác gì đâu, nó chỉ có cái là nó thay thế bằng plastic, ok, bằng nhựa thôi. Nhưng mà cái này á có cái rất là hay mà TA chia sẻ anh chị biết nè. Thì trước tiên mình coi công dụng nó thử nha. Alright, so thì bây giờ TA sẽ bấm chết xài thử của mình. See? Well, exactly the process một cái chết bình thường mà các anh chị đã xài qua. Tại vì lúc nãy khi mà TA cầm trong tay thì kêu wow, that's very smart. Thứ nhất là nó tiết kiệm được cái đầu tiên mà TA thấy được là cái đầu clean up time. Tại vì thợ mỗi lần xong khách là phải đi clean up, rồi phải sanitize, phải làm rất là kỹ. Thứ hai nữa là mình có thể tránh được cái phạt của stack wall. Cái thứ ba của mình nữa là mình rất là dễ dàng thay thế những cái này, thì cái giá rất là rẻ như thế nào thì chưa biết, tại vì cũng chưa nói chuyện đến Sang. So, nhưng mà TA nghĩ á, nếu mà để thay thế cái này qua cái jet 500 của mình á, that's the best solution. Alright, so thì để TA tắt cái này thử coi như thế nào nhé. So thì anh chị thấy nó work y chang cái jet bình thường mình, rất là mạnh nha, mạnh lắm. See, very strong, rất là mạnh luôn á. Ok, so let me see how it's work. Để TA tắt thử coi cái này ha. So bây giờ TA mới xả xong nước rồi nè mọi người. Thì bây giờ TA sẽ cho các anh chị thấy là cái cách mà TA cảm thấy rất là convenient nhé. Như kiểu như này, xả nước xong mình gom lại vậy, và mình bỏ thôi. Nghĩa là nó chung với cái chết này và chung với cái bạn này luôn. Mà lần trước là làm sao mình dám bỏ, đúng không? Số tiền mắc quá. Nhưng mà đối với cái này á, nếu mà số tiền nó rẻ như vậy mà thay thế được cái chết á, I willing to recommend, very strongly recommend, do it. Ok, so anh Sang, very good product. Wow, thực sự nếu mà nói dùng sản phẩm Godstream á, là TA biết anh Sang cũng lâu năm rồi các bạn, cũng 4-5 năm rồi, nhưng mà chưa bao giờ có cơ hội để hợp tác hay là dùng sản phẩm qua của Godstream. Chỉ là biết nhau trên phương diện là anh em và bạn bè thôi. Nhưng mà trong thời gian mà TA bắt đầu tìm hiểu và được nghe rất là nhiều những cái câu hỏi của khách hàng là có thể recommend cho họ biết những cái hàng ghế nào mà cảm thấy họ tin tưởng được và đẹp hay không, thì lúc đó cái ghế hàng ghế mà pop up đầu tiên của TA lên đó, đó chính là hãng Godstream. Thì thật sự nó đúng hơn á, Godstream là một những hãng mà TA thứ nhất tin tưởng và anh Sang là một chuyện, nhưng mà mình có thể thấy được cái bề dày của cái thời gian mà Godstream có mặt trên thị trường đó cũng rất là lâu năm rồi, cũng mười mấy gần 20 năm. Nên cái điều đó là cái điều mà TA trust đầu tiên. Cái vấn đề thứ hai là sản phẩm của Godstream á là đa phần đều được custom, và anh Sang có thể làm được theo cái cách của khách hàng muốn nếu thật sự order đó lớn. Thì nên những cái nhu cầu đó khiến TA nghĩ là mình quyết định sẽ làm việc với Godstream trong cái tiệm nail The No Boss đầu tiên của mình, và đồng thời cũng là giới thiệu hãng ghế của anh Sang qua rất là nhiều khách hàng của TA trong thời gian vừa rồi.